Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 với thị xã Đông Triều là một năm vô cùng đặc biệt. Trong một năm, thị xã Đông Triều phải căng mình trải qua hai đợt chống dịch COVID-19, đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Thế nhưng, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm của vùng mỏ anh hùng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tiến công, thị xã Đông Triều đã vững vàng trải qua năm 2021 trong tâm thế chủ động ứng phó với dịch bệnh, vượt bão COVID để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra, giữ bằng được vùng xanh an toàn, địa bàn ổn định phát triển trong trạng thái bình thường mới, trở thành một điểm sáng của cả tỉnh trong thực hiện mục tiêu kép năm 2021. Năm 2021, phòng chống dịch COVID-19 luôn là ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của thị xã Đông Triều. Trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 và thứ 4, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện linh hoạt sáng tạo, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã về phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với thực tiễn địa phương bằng những giải pháp chiến lược đúng đắn, khoa học, kịp thời. Trong đó, quan điểm xuyên suốt đó là tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, cộng với phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp chặt chẽ giữa các nguồn lực, nhất là nguồn lực chính trị, tinh thần, niềm tin của nhân dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cộng đồng, thôn khu là một pháo đài phòng chống dịch bệnh. Bằng những điều chỉnh trong chiến lược phòng chống dịch, ứng phó bình tĩnh, kiên trì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thị xã Đông Triều đã khóa chặt ổ dịch trong vòng 7 ngày hồi đầu năm, sau đó giữ được địa bàn là vùng xanh an toàn trong đợt dịch lần thứ tư trước cơn bão biến thể Delta và vững vàng tâm thế khi chuyển đổi trạng thái chống dịch từ Zero COVID-19 sang sống chung an toàn với dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát tốt. Cùng với việc triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, thị xã Đông Triều đã triển khai rất sớm công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thị xã có 127.324 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,96%. Đồng thời, chỉ đạo các xã phường tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất bầu bộ máy chính quyền địa phương. Cùng với đó là tinh thần quyết tâm quyết liệt, sự sáng tạo linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo thị xã trong việc thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn không điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng. Từ đó tạo được sự đồng thuận thống nhất rất cao trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của địa phương. Mặc dù dịch bệnh, nhưng bằng việc tận dụng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử được đầu tư đồng bộ, thị xã Đông Triều vẫn đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để đình trệ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục phát huy hiệu quả vị trí dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả quản trị cấp huyện. Thị xã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, ước cả năm 2021 thành lập mới 150 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2021, thị xã Đông Triều đưa ra các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, đối với các cái dự án, thị xã Đông Triều đều công bố, đều đưa các thông tin ra rộng rãi. Đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo thị xã, các cơ quan của thị xã kịp thời có các cái giải đáp về thắc mắc của doanh nghiệp để cho doanh nghiệp có định hướng chuẩn đúng hướng về cái việc là
phát triển doanh nghiệp của mình mang cái tính bền vững ạ, tại địa phương. Hơn nữa, năm 2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với các cái chỉ đạo, các cái giải pháp quyết liệt ấy, đã đạt được là an toàn cho người dân và cho người lao động tại các doanh nghiệp, chính là đảm bảo được cái chuỗi sản xuất không bị ngắt quãng. Thế do vậy là cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh không quá lớn cho cái việc là hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Năm 2021 tiếp tục đánh dấu thế mạnh của thị xã Đông Triều trong thực hiện 3 đột phá chiến lược liên quan đến cải cách hành chính, hạ tầng và nguồn nhân lực, và tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế công nghiệp và xây dựng, tiếp tục gánh trọng trách là lĩnh vực kinh tế chủ lực của địa phương. Các ngành khai thác khoáng sản, sản xuất điện và phân phối điện, chế biến chế tạo đều cho giá trị và sản lượng từ 100% trở lên so với kịch bản. Năm 2021, xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn xây dựng cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Ngay từ những ngày đầu năm, thị xã Đông Triều đã chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho các dự án, công trình, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Một trong những kết quả nổi bật mà thị xã Đông Triều đã đạt được trong năm 2021 là đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư ngoài ngân sách thị xã để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, như mở rộng khu đô thị hai bên đường 188, khu dân cư tại khu Vĩnh Hồng, khu dân cư tại khu Vĩnh Quang 1 phường Mậu Khê, khu dân cư Đạm Thủy, Thủy An, nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm. Đặc biệt, tháng 10 năm 2021, dự án sân golf Đông Triều tại xã An Sinh đã được khởi công với tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng do công ty cổ phần sân golf Siêu Phát làm chủ đầu tư. Đây là một trong 4 dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh chào mừng 58 năm thành lập tỉnh. Những dự án này không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là những công trình điểm nhấn trong kiến trúc cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của thị xã, giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại năm 2021 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 7.063 tỷ đồng, bằng 91,1% so với mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã, bằng 100,05% so với kịch bản, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong công tác quy hoạch, thị xã đã cập nhật điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đang triển khai lập quy hoạch đối với 5 quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, thực hiện điều chỉnh triển khai đồng thời với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thị xã đã có chương trình khảo sát định hướng khớp nối, điều chỉnh quy hoạch chung với các địa phương liền kề là thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu thị xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thành lập thành phố vào năm 2022, thị xã đã rà soát đánh giá hiện trạng và nâng cấp các tiêu chí thành lập phường của các xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức. Kết quả rà soát 4 tiêu chuẩn, 17 chỉ tiêu. Đến nay, cơ bản các xã đã đạt các tiêu chuẩn chỉ tiêu theo quy định. Đối với tiêu chuẩn đô thị loại 3 cũng đã cơ bản đạt các tiêu chí và tiêu chuẩn. Mục tiêu khát vọng trở thành đô thị hiện đại là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ, là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện năng, vật liệu xây dựng và là khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và quốc gia, đang dần trở thành hiện thực. Năm 2021, thị xã đã chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng 35 dự án, đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 25 dự án, bàn giao diện tích 159,86 ha liên quan đến 703 hộ dân cho chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo quy định. 10 dự án đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết theo quy định. Điển hình là tổ chức thành công lễ phát động phong trào thi đua thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ tỉnh lộ 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, tận dụng cơ hội từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành nông nghiệp thị xã đã có một năm thành công. Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thị xã đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Điển hình là việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa cây cảnh và na đông triều trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều có tác động tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bằng cách làm như vậy, giá trị và tốc độ tăng trưởng của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 vẫn đạt 1.579 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6% so với cùng kỳ, vượt 1,9% so với mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã, bằng 100% so với kịch bản. Và quan trọng hơn, sinh kế, đời sống của hàng nghìn hộ nông dân vẫn được duy trì ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 trên địa bàn thị xã theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 25.005 tỷ đồng, đạt 100,1% mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước thực hiện cả năm 2021 đạt 13,6%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Nông lâm nghiệp và thủy sản 7%, công nghiệp và xây dựng chiếm 65,6%, dịch vụ thương mại chiếm 27,4%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 6.030 đô la Mỹ. Năm 2021, năm đầu tiên thị xã Đông Triều thực hiện tự cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh nhiều ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt ngay từ đầu năm, đến nay, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm đạt trên 2.118 tỷ đồng, tăng 25% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 963 tỷ đồng, tăng 2% dự toán thị xã giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Trong năm, có 2 xã Bình Dương, Thủy An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những dấu ấn mới với những gam màu tươi sáng trong bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều. Văn hóa thể thao thông tin tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhân dân và cán bộ thị xã Đông Triều được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ các di tích danh thắng trên địa bàn được quan tâm đầu tư, tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần, am chùa Ngọa Vân, di tích cấp quốc gia đền An Biên. Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ về giáo dục đào tạo năm học 2020-2021 cơ bản đảm bảo và vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm 2021, toàn thị xã giảm 154 hộ cận nghèo, đạt 154% kế hoạch. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,52%. Toàn thị xã khám chữa bệnh cho 261.845 lượt bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không có tai biến trong điều trị. Triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đẩy mạnh các giải pháp giảm suy dinh dưỡng cho trẻ em. Tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn được đảm bảo. Cuộc sống của người dân từ thành thị đến nông thôn tiếp tục được cải thiện về mọi mặt. Là một công dân ở thị xã Đông Triều, tôi rất là làm tự hào. Trong năm 2021 vừa qua, thị xã Đông Triều đã đạt được các cái chỉ tiêu đề ra, nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể là cái dịch COVID vừa qua là mà tình hình rất là ổn định. Về phát triển kinh tế xã hội thì là vừa qua là cũng thị xã Đông Triều đã triển khai làm cái con đường mở rộng của đường ven sông á, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hiện nay rất thuận lợi, không có vấn đề gì xảy ra. Cũng như trên các cái lĩnh vực khác để phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh thì dân dân ngày đời sống ngày một và nâng cao. Thế là một công dân của thị xã Đông Triều, tôi đều rất phấn khởi bởi vì là đây là một cái dấu ấn của thị xã Đông Triều để chuẩn bị cho cái bước đệm cho Đông Triều lên thành phố. Là một công dân tôi rất phấn khởi.
những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật và đậm nét đạt được trong năm 2021 đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong đời sống xã hội, tạo sự phấn khởi, tự hào và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, nhà đầu tư, đồng thời tạo ra khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, sức mạnh mới cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc toàn thị xã vững bước trong chặng đường tiếp theo. Năm 2021 thì thị xã Đông Triều khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Triều với một cái truyền thống đoàn kết, rồi với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, khoa học từ thị xã đến cơ sở, thì chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, với phương châm chủ động từ xa từ sớm, xác định được những cái khó khăn, thách thức của từng lĩnh vực, để từ đó chúng ta đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trọng điểm. Chúng ta đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID từ cái giai đoạn mà thực hiện cái zero COVID sang một cái trạng thái thích ứng một cách linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID trên địa bàn theo đúng tinh thần của nghị quyết 128, và chúng ta giữ được địa bàn an toàn, không để xảy ra cái ổ dịch lớn, từ đó duy trì, khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội ở trên địa bàn. Chúng ta vẫn là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, và chúng ta đã hoàn thiện được các cái chỉ tiêu thành lập thành phố Đông Triều và các xã liên phường. Chúng ta đã hoàn thành được cái mục tiêu là tự chủ ngân sách. Đây là mục tiêu quan trọng, là chỉ số tổng hợp để khẳng định các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của chúng ta là hoàn thành một cách thắng lợi. Năm 2022 được xác định là một năm còn rất nhiều khó khăn. Bám sát vào sự lãnh đạo của tỉnh và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, thì thị xã ta đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho từng tháng, từng quý và cả năm, xác định các cái mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực. Thì trong đó chúng ta đặt ra cái mục tiêu cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cái thứ hai là chúng ta đẩy nhanh cái việc mà lập và hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch khu cụm công nghiệp, để chúng ta thu hút nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án động lực ở trên địa bàn. Cái thứ ba là chúng ta tranh thủ tối đa các cái nguồn lực trong và ngoài ngân sách để chúng ta đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông liên quan đến liên kết vùng giữa thị xã Đông Triều với các tỉnh thành trong vùng kinh tế Bắc Bộ, để từ đó chúng ta khai thác tốt cái tiềm năng lợi thế ở trên địa bàn thị xã. Và cái thứ tư là chúng ta khai thác cái nguồn thu mà chúng ta còn nhiều dư địa, để chúng ta tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh cái quá trình xây dựng và thành lập thành phố Đông Triều. Và bên cạnh đó thì chúng ta tiếp tục là xây dựng cái bộ máy chính quyền của thị xã là tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Và chúng ta đẩy mạnh cái việc mà cải cách hành chính để thu hút các nhà đầu tư lớn mang tính chiến lược để phát triển Đông Triều nhanh và bền vững. Thì năm 2022 với một cái phương châm là nghĩ thật, nói thật, làm hiệu quả, thì thị xã ta sẽ hoàn thành một cách thắng lợi các cái mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết của Ban chấp hành chúng ta đã đề ra. Năm 2022 là năm nền tảng thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 25 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Đông Triều vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc, còn tác động tiêu cực kéo dài. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã xác định chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lập và quản lý hiệu quả quy hoạch gắn với thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thành lập thành phố Đông Triều. Từ đó tiếp tục xây dựng Đông Triều trở thành địa bàn an toàn, ổn định, phát triển, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và sự hưng thịnh của cả quốc gia.